Thưa quý vị, đối với bệnh xương khớp thoái hóa thoát vị đĩa đệm vốn là căn bệnh của tuổi già. Tuy nhiên thì có một thực trạng đáng lo ngại trong xã hội hiện nay, đó là số người mắc các bệnh về cơ xương khớp thoái hóa thoát vị ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng và đang có xu hướng trẻ hóa, chị Thùy Dương ạ. Vâng, và nếu như trước đây thì đa số các bệnh nhân mắc xương khớp thoái hóa hay là thoát vị đĩa đệm đều tìm đến điều trị bằng Tây y như là một biện pháp điều trị duy nhất, thì hiện nay có hàng ngàn bệnh nhân đã khỏi bệnh mà không cần phẫu thuật. Vâng ạ, và có được điều đó thì là nhờ một phương pháp cấy chỉ cắt gút vào huyệt đạo. Đây là một cái phương pháp châm cứu rất là đặc biệt, mang cái tính đột phá của ngành y học trong cái việc điều trị bệnh xương khớp thoái hóa và thoát vị đĩa đệm. Và người nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp điều trị này chính là thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng. Và vị này vẫn được bệnh nhân yêu mến gọi với một cái tên rất là trìu mến, đó là bàn tay vàng cấy chỉ chữa xương khớp. Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, bác sĩ Ngô Quang Hùng có đam mê nghề y từ thuở nhỏ. Lớn lên, ông theo học ngành y học cổ truyền, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội với tấm bằng thạc sĩ. Sau nhiều năm công tác tại các bệnh viện ở Mexico, Nga, Pháp, ông đã từ chối nhiều lời mời của các bệnh viện lớn tại nước ngoài để về Việt Nam làm việc. Theo thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, cấy chỉ là phương pháp sử dụng một đoạn chỉ cắt gút đưa vào huyệt đạo bằng kim châm để tạo ra kích thích liên tục tại vị trí của huyệt đạo đó. Loại chỉ này được tạo ra từ protit có khả năng tự tiêu trong vòng từ 20 đến 25 ngày kể từ khi được đưa vào cơ thể. Khi cấy một đoạn chỉ cắt gút vào huyệt vị sẽ làm tăng phản ứng đồng hóa, giảm dị hóa, đồng thời tăng cường chuyển hóa protein, hydrat carbon tại vị trí các cơ gần huyệt vị. Nhờ đó làm tăng lưu thông máu, nâng cao thể trạng và hệ miễn dịch cho bệnh nhân. Cấy chỉ có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp điều trị học cổ truyền khác. Và cấy chỉ có tác dụng chữa bệnh có hiệu quả cao như là điều trị phục hồi chức năng tốt nhiều trường hợp, châm cứu thông thường và dùng thuốc không mang lại kết quả, nhưng sau chỉ một lần cấy chỉ, các cái triệu chứng đã cải thiện rõ rệt. Cái thứ hai, cấy chỉ nó rút ngắn thời gian điều trị vì cái tác dụng của cấy chỉ kéo dài, được kéo dài trên người bệnh. Cái thứ ba, khoảng cách hai lần cấy chỉ là 15 ngày, vì thế nó giảm chi phí cho người bệnh. Cấy chỉ là một phương pháp khó, cho nên yêu cầu người thầy thuốc phải có kinh nghiệm và làm đúng kỹ thuật thì sẽ không có, hầu như không có tai biến nào nguy hiểm. Chính nhờ sự tài năng và tâm huyết với nghề mà trong suốt hàng chục năm qua, phòng khám cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông của ông luôn thu hút hàng trăm lượt bệnh nhân khắp trong Nam ngoài Bắc đến thăm khám mỗi ngày. Cái tên bác sĩ Ngô Quang Hùng giờ đây ngày càng quen thuộc với người dân Hà Thành và người dân khắp cả nước. Rất nhiều bệnh nhân mắc xương khớp, thoái hóa, thoát vị, vui mừng vì chữa khỏi bệnh mà không cần phải lệ thuộc lâu dài vào thuốc giảm đau của Tây y, dễ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đau dạ dày, suy gan hay suy thận. Anh bị thoái hóa đốt sống lưng và đau dây thần kinh tọa bên phải. Trước thì anh đi chụp chiếu và điều trị thuốc tây nhưng mà không khỏi. Bây giờ anh sang cấy chỉ thì giờ phút này là bệnh của anh là khỏi được 90%. Chú bị thoát vị đĩa đệm cũng phải 5-7 năm nay rồi. Rồi đau đốt sống cổ. Rồi bác sĩ cũng chỉ định là mổ. Nhưng về cái quan điểm của chú thì chú lại không dám mổ, vì mổ thì nó sợ nó cái rủi ro. Thì chú mới đến đây để chú cấy chỉ. Gặp đúng bác sĩ Hùng và đã cấy cho chú. Tới giờ này là nó cũng nhẹ hơn được khoảng 70% sau lần cấy chỉ đầu tiên. Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng luôn quan niệm làm nghề thầy thuốc phải có tài, nhưng có tài thôi chưa đủ, phải có cái tâm thì mới mong giúp đời, giúp người. Ông đã dành trọn cả cuộc đời sống vì nhiệt huyết, vì đam mê cứu chữa người bệnh. Phương pháp cấy chỉ chữa bệnh xương khớp, thoái hóa, thoát vị của bác sĩ Ngô Quang Hùng đã thực sự là một nghiên cứu đột phá, mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho hàng triệu bệnh nhân mắc xương khớp, thoái hóa, thoát vị trên khắp cả nước.